Xin chào quý vị và các bạn, trong buổi video lần này của chúng tôi đó là về chiếc HTC One E9. Mà bản E9 này không phải là bản sách tay mà đó là một bản từ chính hãng. Thì nếu mà mọi người đã thích chiếc E9 và không muốn lựa chọn cho mình một bản chính hãng và muốn những hậu đãi tốt hơn thì chúng ta có thể lựa chọn một sản phẩm như thế này. Tại sao lại không? Mức giá hiện tại tại Di Động Việt là 8 triệu 179 nghìn. Và mình sẽ nêu ra ba lý do tại sao mà bạn nên chọn một chiếc HTC E9 chính hãng này nhé. Và vấn đề thứ nhất thì chúng ta sẽ có một cái hộp vẫn như hộp cũ thôi. Thì chúng ta sẽ có đây là máy sử dụng giao diện Zen 7 của HTC và chiếc MediaTek 8 nhân Helio X10 và có tốc độ sạc nhiệt là 2GHz. Máy sử dụng hai SIM và tất cả đều là nano SIM hết. Máy có bộ nhớ trong là 16GB và RAM tới 2GB và máy có thể hỗ trợ thẻ nhớ lên tới 2TB. Thật là một cái bộ nhớ khủng khiếp. Và máy còn mang theo trong mình một cái màn hình là 5,5 inch với chế độ Full HD. Loa boom sound, hai loa kép với âm thanh Dolby Audio. Máy có camera 9-13 megapixel và thấu độ 2.2 và ống lens là 28mm. Có khả năng quay phim Full HD, máy có hỗ trợ camera trước là 5 megapixel. Và bây giờ mình sẽ mở chiếc máy này ra để xem chiếc máy này có gì khác so với bản chính thế hãng hay không. Và đây là chiếc máy HTC E9. Máy được làm vỏ màu đen trên nhựa polycarbonate. Máy bao gồm một sách hướng dẫn sử dụng nhanh, một số sách hướng dẫn cũng như là những cái khuyến cáo của hãng, một cái sạc adapter, một cái tai nghe và dĩ nhiên là một cái cáp sạc luôn. Và chúng ta sẽ bỏ nhân vật là cái hộp này qua một bên để lướt vào. Tèn tèn tèn. HTC E9. Và đây là phiên bản mình cầm trên tay là phiên bản màu đen. Và phía trên là hai loa boom sound nổi tiếng của HTC giúp cho người dùng có thể trải nghiệm một cái âm thanh tuyệt hảo nhất ở loa ngoài. Các camera selfie lên tới 5 megapixel thì giúp cho những người được sướng có những bức ảnh thật là lựa tình. Ngôn ngữ thiết kế mặt sau là bao gồm một bộ nhựa polycarbonate được ôm trọn máy, làm cho máy có cảm giác chắc chắn và bo tròn ở những góc, làm cho cầm việc cầm nắm thoải mái hơn. Và nút nguồn của HTC cũng được làm theo giả vân kim loại, nhìn rất là sang chảnh. Đây, rất là sang chảnh. Và bây giờ mình sẽ nói thêm về hệ điều hành cũng như là cái cấu hình của chiếc máy. Máy sử dụng một cái bộ vi xử lý 8 nhân của MediaTek và RAM lên tới 2GB, bộ nhớ là 16GB. Dĩ nhiên cái chuyện này thì tất cả các máy hiện nay đều có thể dùng được. Thì Palette mà chiếc HTC đưa ra mắt đó là chiếc E9 là phân khúc tầm trung, là đưa cho một người dùng một cái trải nghiệm tốt, mượt mà nhưng mà vẫn có mức giá phù hợp hoặc là thoải mái nhất đối với những người có điều kiện kinh tế khá hơn một chút. Và với chiếc Flex này thì chúng ta có màn hình 5,5 inch TFT IPS thì có cái độ phân giải Full HD cho phép cái màn hình hiển thị một cách rõ nét hơn và nó sẽ không có bị bóng mờ. Đó là cái điểm khá là hay trên cái màn hình HTC, là cái hình ảnh của nó khi mà đưa lên hình ảnh này nó không lệch lạc so với màu thực tế bên ngoài, và điều này rất đáng khen so với những cái máy khác. Và camera của máy mà ở mặt sau lên tới 13 megapixel và khẩu độ của nó lên tới là 2.2. Và dĩ nhiên là HTC đã đưa vào một cái công nghệ Ultra Pixel giúp cho cái việc phơi sáng tốt hơn, và những cái bức ảnh mà chụp ở những góc tối thì chúng ta sẽ có một độ sáng rất là tuyệt vời, không cần phải cân chỉnh quá nhiều, cũng không lo lắng đến những cái việc này. Và cái chế độ camera cũng đã tối giản một cách tuyệt hảo nhất để người dùng có thể dễ dàng sử dụng và bất cứ ai cũng có thể sử dụng được. Camera selfie thật là tuyệt vời với ứng dụng mà có thể làm mịn da hoặc là mịn mặt, mặc dù không đáng tuổi như chiếc Redmi Note 2, nhưng mà chiếc Flex của HTC lại có một cái thiết kế cũng như một cái cấu hình vừa đủ để sử dụng. Và bây giờ mình sẽ nêu ra ba lý do tại sao các bạn nên lựa chọn một chiếc HTC E9 này nhé. Thì vấn đề thứ nhất là mình sẽ nói sơ về cái lịch sử phát triển của HTC. Nó là một hãng gia công những cái sản phẩm như là của Docomo, Softbank và một số sản phẩm khác. Thì với cái lịch sử lâu đời gia công đó, vì vậy cái thiết kế về gia công của chiếc HTC này nó hoàn toàn hoàn thiện, không có nhiều mấu nối và cảm giác rất là chắc tay, hoàn thiện vì thiết kế một cách tuyệt hảo. Thứ hai là hệ chip MediaTek hiện tại là một hệ chip được đánh giá khá là cao và được rất là nhiều hãng sử dụng vì nó có một cái trải nghiệm cũng như một cái hiệu năng tuyệt vời. Và chiếc HTC One E9 2 SIM này là một trong những chiếc máy hỗ trợ chiếc chip như vậy. Và vấn đề thứ ba vô cùng quan trọng
là đối với những ai mà họ muốn một cái giao diện mượt mà, một cái hệ điều hành nó mượt mà xuyên suốt sử dụng lâu dài, thì tại sao không lựa chọn HTC? HTC mặc dù không đưa ra những cái tính năng như là vuốt tay nhận cuộc gọi hay là đê kê lên mặt để có thể thực hiện cuộc gọi, những cái LG sẽ là Quick Memo gì đó, HTC đã không có đưa ra những cái tính năng đó nhiều và họ chỉ tập trung vào Link Fit để cập nhật những cái thông tin. Vì vậy những cái bản Chrome cũng như là bản Chrome mà HTC chạy thực sự rất là mượt mà và nó không có tạo ra nhiều cái hiệu ứng. Vì vậy các bạn có thể thấy máy thực hiện những cái thao tác trượt thả chuyển đổi ứng dụng một cách nhanh chóng rất là tuyệt vời. Trong ba lý do trên thì mình nghĩ thực sự là chiếc HTC One E9 thực sự là một cái sản phẩm đáng tiền cho mức giá mà chỉ hơn 8 triệu một chút, thì có thể cho các bạn có những trải nghiệm mượt mà không thua những cái phalanx của Samsung Galaxy Note hay là những cái phalanx đầu bảng như là Ship. Nếu các bạn muốn biết thêm những thông tin cũng như những khuyến mãi, tại sao các bạn không truy cập vào website www.didongviet.vn. Và nếu muốn biết thêm những thông tin về máy móc hay những tin tức công nghệ hàng đầu, các bạn có thể đăng ký bên góc ở dưới và like, share, comment trên YouTube của chúng tôi. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại.